Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em mới về được một ít hàng, em quay video đây giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636. Địa chỉ của em ở thôn Hà Vĩ, xã Lê Lợi, huyện Đường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Trên video hôm nay em có tất cả là bao nhiêu đây? 15 mã số. Ở đây em có đánh số thứ tự và giá tiền rồi, các bác mua hàng cứ chốt cho em theo mã số như trên video là được ạ. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn trên 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ là 50.000 toàn quốc ạ. Tiền ship thì rất là ok rồi. Bác nào có Zalo mình có thể vào trong Zalo chốt đơn. Còn không thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin bình thường là được ạ. Số điện thoại em sẽ ghim rõ ở dưới phần mô tả của video. Rồi đầu tiên em cũng sẽ quay vào mã số 1 này. Số 1 ở đây em có một ít con lăn. Cái này con lăn của nó là con lăn nhôm nhá. Vỏ ngoài vẫn của nó là nhôm này, còn bên trong của nó sẽ là cái trục sắt này. Em sẽ đo kích thước. Cái này đường kính cái trục tròn bên trong đo được là phi 20. Đây là cái lỗ ren họ tháo máy, họ tháo ra nhá. Đường kính phần con lăn đo được là 50 này. Đường kính của nó là 5 cm nhá. Chiều dài phần con lăn em đo được là 92 này, là 9,2 cm đấy ạ. Hai đầu nó sẽ có trục bi, bi của nó mã là 6004 ạ. Cái này nó hơi trục bi nó màu đen nên các bác không nhìn được cái mã bi. Đây, trục của nó sẽ quay tròn như này nhá, tất cả trơn tru nhẹ nhàng, hai đầu mỗi đầu sẽ có một bi, mã là 6004. Đây là mã số 1 ạ. Con lăn nhôm mã số 1 của em giá là 100k một chiếc nhá. Tiếp theo em có mã số 2. Mã số 2 ở đây em có cái xi lanh hơi này. Bác nào mà cần cái loại to mà hành trình ngắn thì mình chốt liền nhá. Đây, ở trên đây nó vẫn còn nguyên luôn này. Cái này hai cái mẫu xi lanh này rất là mới luôn. Cái này hành của nó là phi 80, hành trình 50. Đây trên đầu nó vẫn còn nguyên cả cái gì đây, cái lúc lắc này. Hành trình của nó là 50 nhá, là 5 cm đấy ạ. Tí hơi bên trong đo được là phi 25. Cái này bên ngoài thân của nó là nhôm nhá, hàng rất là mới đẹp luôn. Để em xem đo xem là ống của nó là ống bao nhiêu đây. Cái ống hơi này của nó đo được là 8 ly nhá. Đây, cái bên này nó còn một đoạn ống thì đo được này. Còn bên này nó chỉ còn cái hai cái van thôi. Hai cái này là cùng một loại, cùng một kích cỡ luôn này. Đây là mã số 2, giá là 250k. Cái cặp này rất là mới này, 250k là một chiếc nhá. Rồi tiếp theo em qua mã số 3. Số 3 ở đây em có mấy cái trục bi xoay này. À quên, không đo cái phần ren của mã số 2. Đây em xin phép đo lại cái phần ren của mã số 2 nhé. Phần đầu ren của mã số 2 đo được là phi 20 này. Rồi tiếp theo em qua mã số 3. Số 3 đây ạ. Số 3 ở đây em đang có là 2 chiếc nhé. Hai đầu nó sẽ có bi này. Đây, những cái viên bi rất là to luôn. Trục bi quay tròn như này. Phần đầu trục nhỏ này đo được là 17 ạ. Còn đằng sau to hơn nhá. Đằng sau đo được là 48 ạ. Đây, hai đầu nó sẽ có bi này, rất là toàn bi luôn. Đây là mã số 3. Mã số 3 của em giá là 350k một chiếc như này nhá. Đây, em sẽ đo đường kính này. Cái này đường kính của cái mặt mà bích tròn bên ngoài này đo được là 12,5 cm. Đây là mã số 3. Mã số 3 của em giá là 350k một chiếc như này ạ. Ở đây em đang có 2 chiếc nhá. Tiếp theo em qua mã số 4. Số 4 ở đây em đang có 3 cái bộ bàn trượt này. Cái này của nó là bàn trượt tròn. Phần khung và cái phần bi trượt này này, nó là bằng nhôm nhá. Còn cái trục tròn bên trong sẽ là bằng sắt. Hai đầu nó sẽ có van hơi này. Cái này là hàng Hàn Quốc này, Made in Korea. Phần trục tròn bên ngoài đo được là phi 16 ạ. Bên trong phi là phi 22. Đây, hai đầu nó sẽ có ống hơi như này nhá. Để em xem đo ống là ống mấy này. Ống này của nó đo được là 6 ly. Phần trục tròn em đo được là 22 cm. Còn tổng chiều dài cả khung đo được là 25,5 cm. Chiều rộng của khung đo được là 9 cm ạ. Đây là mã số 4 nhá. Đây, các bác có nghe thấy tiếng hơi không? Đó, em kéo ẩn như này nó có tiếng hơi xì xì này. Đây là mã số 4. Mã số 4 của em giá là 200k một bộ như này nhá, rất là mới đẹp luôn. Mã số 4 có 3 mã, 200k một mã. Tiếp theo em qua mã số 5. Mã số 5 ở đây em có hai cái khung máy này.
Ở phần dưới phần khung này nó sẽ có cái hai bên sẽ có hai cái lò xo nhá, để nó đẩy lên như này nhá. Đấy, nó sẽ tự động đẩy lên như này. Em sẽ lo kích thước. Phần trục này của nó đo được là phi 24 này. Phần trục tròn em đo được là phi 24. Chiều dài cái phần trục tròn đo được là 37 cm. Còn tổng chiều dài cả cái thân em đo từ dưới đất đo lên này là được 44,5 cm. Hai bên nó sẽ có hai cái lò xo như này, nó đẩy lên như này nhá. Đây là mã số 5. Mã số 5 của em giá là 150k một chiếc như này. 150k một chiếc nhá. Ở đây là em đang có hai chiếc đấy. Ở bên dưới của nó, mặt này của nó giống như bằng gang ấy. Tiếp theo em qua mã số 6. Mã số 6 ở đây em có một ít bi trục. Cái này là trục tròn này, không có bi nhá. Em xin lỗi, nói nhầm. Cái mã này thì không có bi đâu ạ. Nó chỉ có trục tròn hàng tháo máy thôi. Và trên các cái thân này của nó thì nó sẽ có các cái đường rãnh như này này. Họ đường rãnh mà có cái phanh ở đây này. Ở chỗ em có cái này là cái phanh. Nhưng mà cái có phanh, cái không có phanh nhá. Em cái này là trục tròn sắt đặc đấy ạ. Đường kính trục tròn đo được là phi 25. Đây, ở trên đầu này nó sẽ có một cái đoạn này nó tiện nhỏ đi một chút này. Phần này thì phi đo được là đường kính là phi 22. Em sẽ đo chiều dài. Chiều dài phần trục phi 25 đo được là 85 cm. Còn tổng chiều dài cả cái mã này luôn đo được là 95 cm. Đây là mã số 6. Mã số 6 của em giá là 105k một chiếc nhá. 105k một chiếc này. Đây là hàng sắt đặc nhá. Còn mã số 7 này. Mã số 7 của em, mã này là cái rỗng ruột này. Đây, đầu nó sẽ giống ruột như này nhá. Giống ruột như này. Cái này đường kính bên ngoài đo được là phi 30. Ở trên thân nó cũng có các cái rãnh để... Đây, các cái rãnh họ tiện này. Họ tiện như này nhá. Không biết giải thích như nào nhưng mà... Đây, các bác nhìn như trên video giúp em nhá. Cái này thì chiều dài của nó đo được là 79 cm. Đây là mã số 7. Mã số 7 của em giá là 120k một chiếc. Ở đây em đang có 3 chiếc. Cái nào nó cũng giống như này nhá. Đây, nó giống như này này. Đầu kia cũng như vậy luôn ạ. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 cũng là phi 30. Trên phần thân nó cũng có các cái đường rãnh như này. Và phần bên trong của nó sẽ rỗng ruột như này nhá. Đây các bác nhìn cận cảnh giúp em này. Nó rỗng ruột như này. Mã số 8 chiều dài của em đo được là 94 cm. Số 8 của em ở đây giá là 150k một chiếc. Phi 30 nhá. Ống trục phi 30. Tiếp theo em có mã số 9. Số 9 ở đây em có hai cái trục tròn này. Hai đầu của nó sẽ có hai cái viên bi như này. Và mỗi một bên đầu trục sẽ có một cái bánh răng như này. Phần trục tròn đo được là phi 15. Đây. Đường kính bánh răng đo được là phi 30 này. Phi 30 nhá. Ô, cái này có phải phi 30 mà to đấy. Ồ, em xin lỗi nha, cái này là phi 35 này. Mã số 8 ấy, mã số 8 là phi 35 đó. Mã số 7. Mã số 7 trục tròn và mã số 8 là phi 35 nhá. Em xin lỗi nha, phi 35. Tổng chiều dài của cái mã số 9 này đo được là 62 cm. Mã số 9 của em có hai chiếc như này. Đây, hai đầu, mỗi đầu nó sẽ có hai bi và cả bánh răng như này luôn nhá. Mã số 9 của em giá là 100k hai chiếc. Trục tròn sắt đặc nhá. Mã số 9 của em là trục sắt đặc. Có hôm nay trên video thì có số 7 và số 8 là nó hàng rỗng ruột thôi, còn đâu tất cả đều sắt đặc hết. Tiếp theo em qua mã số 10. Mã số 10 ở đây em có 3 cái này. Trên đây nó cũng sẽ có cái lỗ rãnh như này nhá. Phần trục tròn em đo được là phi 25. Chiều dài phần trục đo được là 42 cm ạ. Đây là mã số 10. Mã số 10 của em giá là 50k một chiếc nhá. Số 10 50k một chiếc. Mã số 10 ở đây em đang có là 3 chiếc. Đây, mã số 10 50k một chiếc. Tiếp theo em qua mã số 11. Số 11 em có 2 chiếc này. Cái này của nó là bi trục tròn phi 25. Hai đầu của nó sẽ có hai cái bi đĩa như này.
chiều dài phần bi đĩa đo được là 9 cm, tổng chiều dài trục đo được là 42 cm. Đây là mã số 11, giá là 80k một chiếc như này nhá, 80k một chiếc như này. Tất cả đều là sắt đặc này, mỗi phần đầu sẽ có một chiếc bi đĩa như này. Số 11 80k một chiếc. Tiếp theo em qua mã 12. Số 12 ở đây em có một cái đế sắt này. Cái này của nó là sắt nha. Độ dày đo được là 1,5 cm ạ. Độ dày miếng sắt này đo được là 1,5 cm. Cái này chiều này của nó đo được là 8 cm. Chiều này là 10 cm. Chiều cao là 8 cm ạ. Mã số 12 của em giá là 50k, có một chiếc thôi ạ. Tiếp theo em qua mã 13. Mã 13 ở đây em có một cái cặp bi trục này. Cái này của nó bi trục tròn phi 20. Phi 20 nhá, trục tròn sắt đặc. Cái phần đế bên dưới này còn có bằng nhôm này, còn phần đầu này trên này của nó bằng nhựa nhá. Cái này hành trình ngắn, bác nào vào việc thì mình chốt đơn liền giúp em nhá. Chiều dài phần trục đo được là 16,5 cm. Đây là mã số 13. Mã số 13 của em đây nhá, gồm hai trục hai bi như này. Mã số 13 của em đây, giá là 70k một cặp này nhá, 70k hai chiếc như tay em đang cầm đây. Này nó dầu mỡ quá nên là cứ dán các cái số này mà nó không dính này, nó cứ tung ra thôi. Tiếp theo em qua mã 14. Số 14 ở đây em có một cái trục bi này. Hai đầu nó sẽ có gối bi như này. Hai đầu sẽ có gối bi. Cái này không biết gọi là cái gì nhỉ? Cái phần đầu này. Phần trục tròn này đem đo được là phi 35. Cái gối bi to quá, không biết là gối mã bao nhiêu. Đây để em sẽ lật lên để đo cái đường kính của cái mã này. Nặng lắm, để em đặt xuống dưới đất để em đo nhé. Cái này đường kính em đo được là phi 16 này. Cái này đường kính đo được là phi 16 nhé. Phần rãnh này, ở trên đây nó sẽ có 3 cái rãnh này, em sẽ đo cả 3 luôn. Phần rãnh em đo tận trong cùng như luôn như này nhá. Nó là 5 ly. Còn nếu mà đo bên ngoài này, đo bên trên này thì được là 12 ly. Cái này bi gối mã của nó là 207. Bi gối mã 207. Mỗi bên sẽ có một chiếc bi gối như này nhá. Rất là nặng luôn. Còn ở giữa thì không biết cái này là cái gì đây. Đây là mã số 14. Mã số 14 của em giá là 500k một chiếc nha này nhá. Cái mã 14 này thì em có 2 chiếc. Còn đây là mã 15 này. Mã 15 thì 400k. Mã 15 nó cũng giống y như mã 14 thôi. Thay vì nó không, mã 15 thì nó không có cái phần này, không có cái phần sắt này. Còn nó kích thước là nó giống như mã số 14 luôn nhá. Cũng là phi 35. Em sẽ đo chiều dài. Ủa cái nung này. Cái này chiều dài trục của nó đo được là 76 cm. Cái mã số 14 cũng là 76 cm. Số 14 thì là 500k. Số 15 này em là có 400k nhá. Số 15 chỉ có 1 chiếc thôi. Còn mã số 14 thì em đang có 2 chiếc. Nó nặng quá nên em chỉ lôi có 1 chiếc ra thôi. Còn 1 chiếc vẫn đang ở trong cái khu đằng kia, em chưa có bỏ ra đây. Hôm nay trên video của em là có tất cả là 15 mã số. Bác nào có nhu cầu mua mã nào có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo ạ.